Người dân miền Trung chạy đua chống bão số 4. Chiều 18 tháng 9, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Bùi Tuấn Sơn, giám đốc ban quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, cho biết có 528 tàu thuyền của Hà Tĩnh và các tỉnh thành khác đã vào neo đậu tránh trú. Ban quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra, kiểm soát và sắp xếp các tàu cá vào neo đậu an toàn. Theo thống kê từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, tổng số tàu không ra khơi đang neo đậu tại các bến bãi là 3.643 phương tiện với 10.633 lao động. Hiện vẫn đang còn 8 phương tiện đang hoạt động trên biển với 33 lao động. Sáng 18 tháng 9, ngư dân thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương thu gọn ngư lưới cụ vào bờ. Hàng trăm chiếc thuyền được ngư dân Đà Nẵng khẩn trương kéo lên đường tập kết, chăng néo trước khi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Ghi nhận tại khu vực cầu cảng tại biển Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nhiều ngư dân đã thuê xe cầu đưa tàu, thuyền về nơi tránh trú. Tàu thuyền được cầu lên nằm dọc vỉa hè tuyến đường Hoàng Sa. Trong khi đó, lo mưa lớn gây ngập nặng, người dân vùng rốn lũ Mẹ Suốt ở thành phố Đà Nẵng đã thu dọn đồ đạc, kê lên chỗ cao để tránh thiệt hại. Trước diễn biến phức tạp, nhiều khả năng trở thành bão số 4 của áp thấp nhiệt đới, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ học vào chiều 18 tháng 9 và ngày 19 tháng 9. Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp đề phòng, chống. Đến trưa 18 tháng 9, 2.280 chiếc tàu thuyền tại tỉnh Quảng Trị đã cơ bản vào bờ neo đậu, tránh trú an toàn trước tình hình áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4. Theo ghi nhận của phóng viên, trong 18 tháng 9, tại các khu neo đậu tránh trú bão ở huyện Gio Linh và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ngư dân đang hối hả neo đậu tàu thuyền, đưa ngư lưới cụ vào bờ. Lực lượng biên phòng Quảng Trị cũng có mặt tại các khu vực trên để hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong việc phòng chống áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4. Theo Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, lúc 7 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50, 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 9, tâm bão số 4 cách Quảng Trị khoảng 210 km về phía đông đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 120 km về phía đông. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong những giờ tiếp theo, bão số 4 sẽ đi vào đất liền trên khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.